Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game Action. Thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục cái series GTA năm nay. Và như các bạn đã thấy trên màn hình đây, thì tôi đang đứng trước một cửa tiệm Los Santos Tattoo. Thì bây giờ tôi sẽ vào Tattoo cho anh Michael, vì anh Michael vừa bị bắt làm mổ nội tạng. Mổ nội tạng, bây giờ tôi sẽ đi xăm. Đấy, Los Santos Tattoo. Rồi, ngồi vào ghế và chọn hình xăm bạn muốn. What up? Ready for a red tat? Chọn con rồng không nhỉ? Úi trời ơi, mẹ béo xệ vậy. Ôi trời ơi, chỗ phải cởi trần mới xịn anh em ạ. Mà tệ quá, thôi xăm con này cho trẻ trâu thì. Right on, enjoy that. Xăm đéo nhanh ấy. What the fuck? Yeah, something unique out of a catalog. Xăm đây xăm. À, đang xăm ở đây. Mẹ. Rồi. Thợ xăm trổ vãi cả cứt. Xăm rồng đi cho nó đẹp. Trời trời, ủa đây là con tiên cá chứ, rồng trên này mà. You know, you're not much of a leader. Family is forever. Michael and Amanda. Nó cứ xăm rồng thôi. Đấy. Đẹp trai vãi. Ô. Trời đéo thì hình xăm đâu cả. Ủa đậu phụ mày. I went to art school. Real clean work. Yep, looks good. Ok. Đậu phụ. Bấm một lần thôi, bấm hai lần là nó xóa các bạn hình xăm của mình đi. Bịa bạn. Chân nào. Ok. Thôi. Xăm tay rồi, ok. Rồi. Trai quá. Đi ra thôi. Nào, lên xe. Vừa móc vào con xe này đấy. Ok, bây giờ ra chữ M nào. Ra chữ B trước đi, B lại. B rồi, ok, bây giờ B. Hy vọng không phải là bắn nhiều hành tinh nữa. Vừa xăm xong phải bắn nhiều hành tinh thì mệt lắm. Rồi. Động cơ mồm mượt đấy. Tôi thích động cơ đấy. Rồi, nó chạy xe rồi. Úi dồi ôi, úi dồi. Vừa xăm xong, tay lái kiểu gì vậy. Nát mẹ xe. Đây mấy chục đô, mấy chục nghìn đô. Khổ quá, may đéo phải xe mình. Ô, có chữ chê vô kìa. Rồi. Rất đẹp. Xe đéo thế, xe đéo thì trắng trắng anh em ơi. Rồi nhanh nhanh chơi nhanh, còn tôi còn mod. Tôi rất là thích mấy cái mod kiểu Flash, The Flash. Rồi né rất là đỉnh cấp, đẳng cấp pro. Úi dồi ôi, mày thế. Tôi rip quả chuẩn vãi cứt. Mày ở đây đây. Con xe cùi, tôi tưởng xe xịn. Úi dồi ôi, mẹ cửa rồi. Nhiệm vụ đéo thì đứng trên này. Nhiệm vụ trên này à? Yo. Ui, FIB. Vào đây thú tội à? Đéo mẹ. Điên à? 3 company, 3 công ty. What the fuck? Làm gì đây? Sáng mẹ rồi. Vào đây làm gì? Ngủ à? Đa ve. À, thằng Dave, Dave là cái thằng mà bảo mình vào chỗ kia. Đây, nó đây này. Hey Michael. David. Bố mới xăm trổ chưa? Oh, isn't this nice? You didn't tell me we were double dating. Sorry guys. This burning hunk of love is all mine. Ui, giống Obama thế? Ông kia giống Obama ấy nhỉ? She probably knew that already. Sorry, your name tag must have fallen off. Oh, duh. I love it. I gotta remember to write that down. And to shoot you in your head, you annoying dick. Andreas. Taking notes? This stuff. Whoa! Pure magic. I should put it on my show. Have you seen my show? Yeah. You mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third-rate country club? So, well done with our friend, Mr. K. My pleasure. Rồi, bây giờ làm gì đéo gì đây? Especially with itself. But you made a mistake. Ui, thằng này giống Obama vãi kết anh em ạ. Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe?
The joke stopped now, pal. Tôi phải làm gì? You will show me. Can't teach an old dog new tricks. Let's go. Let's go. Bây giờ đi vào cái xe của thằng Dave. Back up a little. Ông chạy nhanh được không? Ủa, con xe kia, con xe màu xanh à? The bureau owns a lot out in East LS. Covington Supplies off El. Quả này vậy chém vào đầu thằng nào là chết thằng ý anh em ạ. Sơn chơi xăm trổ Michael. Xăm trổ xong cầm quả mã tấu chất vãi cứt. Mày bị bỏ, nó chạy được à? Con chuyển này cho lương thiện. Con động cơ gì xịn ý. Chúng xịn vãi. Con chạy được rồi. Nice car. Taxpayers treat. Con xe đẹp đấy. Đến điểm hẹn. Nào thì đến điểm hẹn. I need you to make a couple of calls. Get some people on board. Em thông cảm là tôi rất là lười lái xe. Tôi có một cái bệnh là rất là lười lái xe. Cứ dạng cứ ngắn ngắn là tôi thích đi nhưng mà dài dài tôi ngại đi lắm. Okay. Sao thế? Úi giời ơi. Okay. Điên à? Anh đang gọi Franklin này làm gì đây? Mike, không phải thời gian tốt nhất, tôi đang bận. Xin lỗi vì điều đó. Nghe này, có biết cái cậu có nhớ cái lần trước tôi đã nói chuyện với cậu không? Đéo hiểu, lái xe đã. Còn Trevor thì sao? Tôi không thể gọi cho hắn. Hắn là một đứa bị kẻ điên. Thế nhưng mình vẫn được cần được chia bôi trong nhiệm vụ này thì phải. Just worry about the plan, okay? Getting Mr. K out of the IAA station. Clinton is going to be positioned across the street, keeping an eye on the proceedings. Phillips flies you in. Tôi đang lái xe tới đó để dịch được. Make the extraction. And I'm the best guy you got for this. With you, we've got good leverage. And you brought Trevor. Cái chỗ này là cái chỗ. We're telling them I'm all cozy with the F5B. Ủa trực thăng à? Franklin ở kia mày. Ủa chê vô đứng đây luôn này. Ai gọi thằng này vậy? Lại một thằng thằng điên đờ mờ đúng. Đờ mờ khác đúng không? Này chê vô. Nó nhảm thấy đủ rồi. Franklin. Nhanh lên nào. Shit, I'm good. I ain't bailed. Whoa. What am I detecting some sort of son I never had. Bullshit here, Mikey, huh? Tôi chưa hey, gặp listen, thằng này đúng không, Mikey? You want to replace some father figure? You can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. Like I said, Franklin, deranged. Yeah, and best friend. Exactly. That's okay, Trevor. Bây giờ làm cái nhiệm vụ đây là Trevor, bạn thân của tôi. Đây là Franklin, mà thằng con trai mà tôi rất là mong muốn. Rồi nghe này, đây là một phi vụ ngắn. Tôi sẽ. Okay, Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. Trevor sẽ lái máy bay và mình sẽ đi do thám, còn Franklin sẽ ở dưới làm nhiệm vụ đéo đi. Got it. Okay. Ok, chúng ta sẽ làm điều đó và chúng ta sẽ giúp Grab phải không? Chúng ta nói về Grab sau được chứ? Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Mình được chuyển sang hãng. Ủi, cầm Trevor rồi. Fly to Agent Headquarters. Bây giờ mình sẽ phải bay ra cái chỗ Agency Headquarters. Bay trực thăng thì lúc nào nó cũng dễ hơn là bay máy bay phản lực. Vì trực thăng nó đứng im rồi. Đấy, đứng nó im được. Được không? Nó đứng im được anh em ạ. Thằng bay kia rất là khó. Đấy, trực thăng nó đứng im ở trên trời này. Anh em thấy không? Nó đứng im ở trên trời này. Đấy, đứng im ở trên trời. Còn cái kia là bạn bỏ phím ra phát là ăn cướp luôn. Rồi, đang đến cái điểm kia rồi. Bay lên cao à? Trợ phụ. Điểm như cao thế. Đâu, chỗ nào? Cái tòa nhà kia. Tòa nhà IAA kia. Đâu cao thế. Đây, chúng ta phải hạ xuống đấy. Đây, bay từ từ thôi, sắp đến rồi. Chúng rộng quá. Đây, tôi nhảy xuống là chết mẹ luôn đấy anh em. Anh em có muốn tôi nhảy xuống không? Nhảy xuống là sắp mặt lờ chết luôn đấy. Hạ từ từ rồi, hạ cánh từ từ rồi. I can't go in here. West side, hello.
bảo rồi mà. Điều khiển trực thăng cũng dễ hơn điều khiển đấy. Rồi. Ui, ghé bay dự helicopter. Ơ, mình phải bay đi đâu ấy, chứ không phải bay đây đâu. Mẹ. Điên à? Thằng nó đâu bây giờ? Ui, điên à? Rồi sao? Rồi. Bây giờ thả Michael xuống đây để làm nó làm cái gì? Ui, mà, phi vụ vãi cứt anh em ơi! Anh em nhìn phi vụ này! Woo! Rồi đi, đi thôi. Rồi, ui, phi vụ ấy, kinh vãi cứt anh em ạ. Có vào góc nhìn thứ ba không? Nếu vào được, chúng ta có thể làm rất tốt. Rồi. Đứng xuống hơi quá thì phải. Ui, ông ấy nó bị đánh, chết rồi. Để vào nào. Rồi, đéo vào được anh em. Mình đang nghe trong này. Ui, chặt tay hắn. Ui, vào đi. What the? Chặt có bẻ tay rồi. Vào đi kìa. What the fuck? Vào. Ui, chặt đập gãy tay. Mày. Ai đây? Cầm mồm. Lùi đấy lại. Chuyển cho Franklin. Bây giờ chuyển sang. Ui, cái phi vụ này là cái vụ giải cứu anh em ạ. Đấy rồi. Franklin, xử lý, quá hay, xử lý, quá đỉnh, đẳng cấp luôn, thằng nào không? Mày chết, kéo, chết vô đâu, kéo lên, yeah, đấy bây giờ chuyển qua Michael để kéo thằng đồng đội mình lên. Ngoài đệ chị Michael có khả năng điểm năng. Lên nào chị bố. Bọn mày khốn nạn. Nó dám bắt con tin của tao. Đi khỏi đây thôi. Ok, chúng ta có thể là thoát. Ui, bỏ mẹ rồi. Hay quá. Bây giờ Michael sẽ sử dụng chức năng ngắm bắn. Một thằng ngã. Cục rồi. Một thằng ngã. Cục ngã đi con. Con thằng này. Con thằng. Mẹ. Mày đánh nhở. Ngã rồi. Ui, đằng sau. Mày chơi tao á. Mày. Slow down thảo. Mày. Chết. Nào, mày giấy đây. Rồi, chúng nó ngãi rồi. Nghe rõ rồi, chỉ huy. Nhanh lên, Franklin. Cậu phải chạy khỏi đấy, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Các người là ai? Không quan trọng đâu. Tôi không quan tâm ông là ai cả. Ông đang làm đéo gì với tôi vậy? Này, giữ lại đó. Chúng ta là bạn với cả Burio. Cậu cứu tôi. Cảm ơn. Đừng có lo về vụ đó. Cho máy lái đi. Mình lái ngủ. I'm an American citizen. Rồi đang xuống rồi. Mày ơi, tự lái về nhà. Ok rồi. Xuống à. Đâu có mẹ ở đây thì chết người à. Hả đêm mày.
Rồi, thôi. Quá ổn. Ok, let's go, nhanh lên nào. Ông bạn, ok. Cảm ơn. Ô, ông bạn tụi đã giúp tôi. No, no, no. Vào đây, vào, vào đây. Này, 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 nói chậm rãi thôi, nhẹ nhàng thôi. Nó là con tin mà nó vừa bị đập tay xong mà. Được rồi, chúng ta sẽ rời khỏi đây thôi. Rời đây thôi. Franklin, Franklin đúng không? Mày đi đâu anh em? Rời khỏi đây thôi. Steve, đi xem mát rồi. Ba công ty, ok. Thế nào mình sẽ đi ok, mình sẽ chuyển qua Franklin tí. Lâu lắm không chơi Franklin rồi. Nhớ lắm cái vụ mẹ drip xe. Đây Franklin đang đứng đây làm gì đây? Hey, I'll let me all peace. Franklin cơ bắp à. Yolo. Mình sẽ ra ui chữ F. Ngay cái gần nhà mình. Xem à. Có nhiệm vụ gì? Lester. Lester đang muốn gặp mình à? Làm đéo gì? Rồi tôi sẽ ra chữ cái chỗ gần nhà trước ạ. Ra chỗ gần nhà trước xem có vụ gì không. Nhớ không? Nhớ lắm rồi con chop. Chop chop chop. Con chop của tôi. Ok rồi chop ơi. Đấy, vẫn còn con Lamborghini to đùng. Hello Chop. Is that steaming pile of shit a present for not training you? Hello. The homie Chop. Anh bạn Chop. Ôi. Come on Chop, let's go. Come on Chop, let's go. Ôi tí tí ra là đi dạo sau vậy. Ở đây đi Chop. Bây giờ mình sẽ đi vào nhà xem có việc gì xảy ra không. Có mùi ấy nhổ cỏ à? Đừng có dẫm chân lên cỏ. Tại sao đây là nhà tôi mà? Tôi gọi cảnh sát. Tôi gọi cảnh sát. What the lợn? What? Cái đi ra ven. Rồi, chê vô. Ui, chê vô ra đêm gì đấy? Ui, chê vô với thằng này. Với con chó. Nhân kia làm gì đấy? Cái gì xảy ra vậy? Giờ đến down. Ui, Grove Street. Grove Street là cái đoạn mà ở trong GTA San Andreas. Cái băng đảng mafia chua đấy rất là phê. Nghe nghe nào, nghe nào. Chị mọi người bắn nhau. Tí tôi sẽ chuyển sang chơi vô được gánh tin. Đây, đến phố Grove Street rồi. Grove Street. Đấy. Anh em nào chơi GTA San Andreas thì sẽ biết Grove Street Home, ngôi nhà của thằng nhân vật chính ở trong cái khu băng đảng tội phạm, cái khu băng đảng mafia ở trong cái trò San Andreas. Để vào cái nhà kia, vào nhà của Lama. Go to the house. Vào đây làm gì? Ok, vào vị trí. What the fuck? Courier service. Anh bạn, mở cửa ra nào. You got the grip. Có tiền rồi chứ. Đấy. Đủ để giới thiệu. You like that, huh? Thích ư? Ui, ma túy. Ui, vãi cứt ma túy anh em ơi. Sample. Một cục ma túy to vãi cả cứt. Ui, ma túy. Vãi. Ui ma túy. Ờ phê quá. Lá đu đủ phê quá. Úi trời ơi. Nhanh lên đi thôi nào. Chúng ta có thể hưởng thụ không? Không. Nhanh lên đi ra khỏi đây. Đi ra khỏi đây. Đưa đây. Đưa đây. Gãy các mẹ rồi. What the fuck. Chúng ta nói rồi. Đây là chìa khóa. Lừa đảo. Thằng chó này mày lừa đảo tao à? Chúng ta có một số kẻ mua lừa đảo ở đây. Thằng chó này mày không thoát được với tao đâu. Ui, nó bảo mình là mẹ mua bán lừa đảo rồi. Điên à? Đấy, chủ phòng Franklin đấy, Michael cánh tin.
tôi đang gây rối với bọn Grove Street rồi, cái phố Grove này. Đây tôi phải gánh tin. May mà Michael đi cùng thằng Chevo đi cùng mình. Mình sẽ dùng khả năng của Chevo để gánh tin, đó là khả năng bắn đam cao và ngưng động thời gian. Con chó kia nó để cái túi như cục gạch ấy, xong rồi mẹ ở giữa có một túi ma túy với tí. Đó thật. Thế là nó dám lừa mình, may mà thằng Chevo này nó phát hiện ra, không thì mình mất trắng số tiền kia. Nhưng mà cái phố Grow này nó gọi rất nhiều băng đảng anh em ra, nên chúng ta hơi thiệt tí. Có mỗi 3 thằng solo với tôi đóng. Chúng qua quanh đi. Drop the heat, motherfucker. Đi xuống rồi. Thôi ra khỏi đây thôi ạ. Thôi ra khỏi đây thì phải kiếm mấy chút nhỉ. Thằng Lin gậy, thằng Michael gậy bác. À quên, Chevo, súng mẹ đầy người. Ra khỏi đây thôi anh em. Motherfucker. Bọn này nhơn nhanh nào, nhanh lên, ra khỏi đây. Có đến kéo đâu, nó cứ đông đi tùy tí bắn vào đầu thằng Franklin. Mày đây thằng Lama mạnh chúng mày, nhờ người bố mày. Ba sao có mẹ rồi, giờ làm nào, chạy đi à? Không ổn rồi. Chúng ta giờ vào đây thôi. Sát đến rồi. Đi theo Lama. Đi lên nào. Sát đấy chứ. Đến lên. Ra dòng sông, ra chỗ dòng sông. Lên. À đây có mấy cano này. Thằng chó kia mẹ nó để mỗi cục gạch, xong nó để có mỗi ít hàng ma túy ở giữa thôi. Xong rồi mẹ mình phải, may là thằng kia nó phát hiện được là ma túy fake, ma túy giả. Nên nó đã đèo con gái người ta đi thế này, ông chê vô. Nó phát hiện ma túy giả. Cút xuống. Các bạn đi. Trời ơi, đâm nhau thế này. Thế thôi. Chết chưa. Rồi, shooting sóng 80 rồi. Rồi. Bốn mạng thật, mẹ cái phim cái bút ngay là cái phối có vấn đề mà. Mẹ nó mua đều vãi mà đấy. Mua mẹ nó dám làm ăn khốn nạn với mình. Làm ăn kẹt vậy. Một đống tiền của tao mà mày đưa cho tao có một túi mặt tí bê tí. Khốn nạn, may thằng Chevo có đi theo mà kinh nghiệm đầy mình. Trời, chuyên gia chơi lá đu đủ. Chơi lá đu đủ quen, bây giờ chơi này không phê lắm, bây giờ nó phát hiện ngay. Chúng ta không thể chạy thoát khỏi bọn cấm kia. Đây chúng ta sẽ cần điều gì đó à? Chúng ta phải lên bờ thôi. Lên từ lên. Anh đi đéo đâu đây? Vào đây. Come on. Escape the cop with Lama. Ui, đậu phụ, bây giờ chúng ta tôi phải chạy thoát khỏi bọn cấm. Cấm này từ gì đây? Chạy từ gì đây? Chạy từ đó đi anh em. Chạy từ đó gì? Không đéo có gì mà chạy. Tìm một cái xe, homie. Tìm một cái xe nào anh bạn. Thằng chơi vô rồi. Đây, vào đây em ơi. Tìm một cái xe để chạy thoát thôi anh em bạn ơi, 3 sao rồi.
nhanh lên, làm đéo có xe ở đây, đậu phụ mày. Mày đi biết à? Đi bộ là cách tốt nhất rồi. Vô đây này em mày. Vô đây này em mày. Move, homie. Nhanh lên nào. Chạy, mày cứ chạy vào đây cho tao. Chạy vào đấy. Làm mày điên này, chạy vào đấy. Nó đi đâu rồi? Circling back for your ass. Ơ, bọn không lên đây à? Một xào đêm ơi. Mày phát hiện này. Đi thôi, đi thôi, té thôi. Nó lá ma ngu ấy, mới nấp vào đây là ăn rồi. Lấy đéo xe ở đây. Đợi tôi, đợi tôi, đợi tôi. Nào đợi, nhanh lên, không chạy nhanh lên đợi tôi cái. Đéo có một cái xe ở đây thì làm gì cho đời. À, bọn nó không truy lùng nữa rồi, nhanh lên nào. Bọn nó vẫn đang đuổi kìa, nhưng mà không thấy tôi. Go, man. Nhanh lên man, nhanh lên anh bạn. Ông sao thoát rồi ông ơi, ông bình tĩnh đi. Ông có phải thoát rồi đấy. Hay quá. May là bọn cảnh sát cho mày ngu đần. Mày không. Như trong mày ơi, mày đi. Rồi, thoát rồi. Ôi, chúng ta thoát rồi đấy. Như thế nào? Rồi, có vẻ chúng ta đã thoát rồi. Bây giờ đưa tôi về nhà thôi. Thằng lợn này xuống xe. Đâu bà già. Cút xuống. Cậu biết là cái phố Grow nó sử dụng rất nhiều cái thành viên. Như kiểu là một thằng bị đánh là tất cả ùa ra đấm ấy. Như kiểu cái chó nhà, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng anh em ạ. Như kiểu là anh em bị thương xong rồi cả nhà, lôi cả nhà, cả dòng tộc, cả họ hàng, cả chút chắc, cháu chắc chút chít ra đánh thằng bị hại. Đánh lại luôn. Sợ phải cứt. Rồi về nhà rồi. Mày sợ vãi. Ý mất đống tiền rồi. Làm mất đống tiền rất là tiếc. Rồi. Kịch cái phi vụ ma túy. Phi vụ trao đổi ma túy. Tệ vãi cả đài. May là thằng Chevo nó đến nó gánh tim ấy. Tôi vẫn cảm ơn Chevo với cái vụ này. Công nhận gánh tim kinh thật. Ok. Anh bạn tôi sẽ nhảy vào đây. Tôi sẽ gặp ông sau. Ok. Hãy tìm tôi khi có vấn đề gì đó. Nào về thôi. Anh là nhà Lama ở đây. Nhà Lama ngay gần nhà mình. Nhà Lama ở đây. Nhà mình ngay kia. Nhà Lama ngay đây. Đây nhà mình ngay đây. Về nhà thôi. Hoss Savary. Vô nhà, vô nhà. Ok. Contract 2, 3, 4. Release. Làm đéo gì đấy? Tập thể dục à? Mày. Đóng được cửa phòng rồi. Ok. Ngủ thôi. Ok, vậy là tập này chúng ta đã đột nhập vào phá hủy và cái phi vụ buôn ma túy chúng ta đã bất thành công. Ok. Và để ủng hộ tôi làm tiếp cái series GTA 5 này thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe và comment ngay phía dưới để tôi biết nhá. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.